Xin chào cả nhà, em lại tiếp tục lên sóng một con máy lọc khí Panasonic. Đợt này em rất là nhiều máy lọc khí, cho nên quay lọc khí cho các bác liên tục. Giá thành thì siêu rẻ, nói chung là rẻ đến mức mà gần như là có những con bán còn chấp nhận lỗ, có những con bán hòa, có con lãi được xíu. Quá rẻ, nhập vào nhiều các bạn, nhập rẻ nhưng mà giá thành cộng vào mọi thứ bán cũng chẳng được bao nhiêu. Một con Panasonic VG70 màu đen bóng còn khá đẹp. VG70 các bác nhé. Đây là cái model cao cấp nhất của Pana tại thời điểm nó ra mắt. Nó có cái phát hiện cảm biến phát hiện người này các bác này. Cứ đối với cái model nào mà các bác nhìn có cái cảm biến này thì nó là model cao cấp nhất nhé. Chỉ có model cao cấp nhất tại thời điểm nó ra mắt thì nó mới có cảm biến phát hiện người này thôi. Còn các cái model tầm trung thì không có cái phần này đâu ạ. Về hình thức thì còn khá là bóng đẹp. Thì chiếc này em báo giá luôn, em bán là 2,5 triệu nhé. Đây, báo giá luôn để các bác nào mình ngại, mình không muốn xem clip lâu thì đây. Chiếc này có thể dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại. Máy đấu với nắp điện 220V rồi, đầy đủ tất cả các công nghệ Evo Navi này, cảm biến ánh sáng, con này đủ hết. Nó là máy cao cấp nhất mà. Hẹn giờ khóa trẻ em đó, 100% độ ẩm, nay mưa gió rét cái độ ẩm thấp ngay rồi đấy. Mọi tính năng lọc khí, bù ẩm, các thứ, tất cả mọi thứ chạy ngon lành hết các bác nhé. Bảo hành 1 năm. Con này màng HEPA em thay mới rồi. Quang lưu ý nhé, là trên clip em báo bán như nào thì em báo là như vậy nhé. Trên clip em quay như nào thì em bán đúng là như vậy. Giá thành thì cũng đã gạn hết mức rồi, cũng không thể nào mà những cái con này tốt hơn được nữa. Có cái gì tốt hơn được thì em cũng sẽ hạ giá ngay. Cảm thấy thị trường nó hạ thì mình cũng hạ giá để phục vụ các bác thôi. Nhiều khi chấp nhận là có thể là thiệt thòi một chút. Đấy, màng thay pa thay mới đấy các bác này. Màng than của bọn này thì rất là dày nhé. Than pa thì dày lắm. Cái chiếc này thì nói chung là ngon bổ rẻ, đầy đủ tính năng, VIP hiện đại, giá thành hợp lý. Bình nước bùa các bác, còn sáng càng đẹp này. Như hôm nay hanh khô này là các bác có thể, hôm nay em quay là ngày 1 tháng 12, thời tiết hanh khô. Màng tổng con này zin thông máy còn trắng như mới này các bác. Chung là 2,5 triệu cho một con máy này thì không phải bàn gì về mọi thứ đâu. 2012, 66W, VG70, giá 2,5 triệu một con máy lọc khí Panavik, đầy đủ tính năng cảm biến phát hiện người, Evo Navi, công nghệ nano y khử khuẩn, khử mùi. Các bác nào có nhu cầu liên hệ lấy các bác liên hệ nhé. Giá 2,5 triệu, bảo hành 1 năm, nano biến áp điện 220V, chưa phí vận chuyển. Chào các bác.